À, con kính đảnh lễ sư, mong sư giải đáp cho con một thắc mắc, đó là một tu sĩ bị bệnh sẽ có các đặc quyền gì khác với tu sĩ không bị bệnh không sư, như là ăn sâu ngọ, xin sư cho biết thêm. Nói thật là bây giờ quý vị hỏi thì sư cũng không có nhớ hết, không có nhớ hết. Mà thường á, rất nhiều, sư nói rất nhiều giới nha, rất nhiều giới mà một vị tu sĩ khi bị bệnh thì vị đó có thể châm trước, ví dụ như là được ăn sái giờ nè, rồi cái gì nữa ta, trong vấn đề khất thực, rồi trong cái vấn đề là tụng kinh, rồi trong cái vấn đề về sinh sỏ, nói hơi kỳ nha. Thí dụ như một vị tỷ kheo á, là vị đó không có được gợi ý để mà xin cái này xin cái kia cho mình, nhưng mà một vị bị bệnh á thì được xin. Thí dụ như là xin để mà có thuốc, có thuốc để sử dụng thì vị đó được xin. Rồi nói chung là, hoặc là một vị nói này nó cũng hơi kỳ, quý vị nghe thì có thể là quý vị nghĩ nó không có đúng. Tức là một vị bị bệnh á, vị đó được sử dụng nhà tắm hơi, được sử dụng nhà tắm hơi và các cái tiện nghi trong đó, ví dụ như là bồn tắm rồi các thứ ở trong đó, là một vị bị bệnh là được sử dụng cái đó. Thì nói chung là rất là nhiều những cái mà nó châm chế hoặc tạo thuận lợi cho một vị tu sĩ bị bệnh. Cụ thể thì phải xem ở trong luật, chứ còn bây giờ quý vị nhắc thì sư cũng không có nhớ hết ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.